Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì? Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như trong lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta nộp người để người bị án tử hình, đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô đã chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn. Họ nài ép nữ rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc lấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa đã trỗi dậy thật rồi, đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà, anh chị em thân mến, nếu trong tình thuật của Thánh Gioan về những cuộc hiện ra của Chúa Giêsu sau khi Ngài phục sinh, thì trình thuật về Tô-ma, về sự cứng tin của Tô-ma là trình thuật dài nhất. Thì trong tin mừng Luca, cái trình thuật hai môn đệ trên đường Emmau mà chúng ta vừa mới công bố, đó là trình thuật dài nhất trong tin mừng Luca sau biến cố Chúa Giêsu phục sinh. Và nếu chúng ta có thể chia cái trình thuật này thì chúng ta có thể chia thành hai hồi. Hồi thứ nhất đó là câu chuyện về ông Giêsu Nazareth. Khi Chúa Giêsu hỏi hai người môn đệ có chuyện gì vậy, thì hai ông đó kể câu chuyện về ông Giêsu Nazareth. Ông Giêsu Nazareth đó quyền năng trong lời nói, trong việc làm. Ông Giêsu Nazareth đó đã bị các thượng tế tố cáo. Ông Giêsu Nazareth đó đã bị tử hình và bị đưa lên cây thập giá một cái chết thảm bại. Nhưng thưa ông bà anh chị em,
Hai người môn đệ này không đơn thuần chỉ kể về câu chuyện ông Giê-xu Nazareth, mà qua câu chuyện ông Giê-xu Nazareth, họ kể về câu chuyện của họ. Câu chuyện của họ gắn với câu chuyện của ông Giê-xu Nazareth này. Phần chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ là người giải phóng Israel. Như vậy, hai môn đệ này đặt hy vọng vào Đức Kitô không phải vì chính Đức Kitô mà vì quyền lợi của chính mình. Hai người môn đệ này đi theo Đức Kitô, ông Giê-xu Nazareth đó, để khi nào ông Giê-xu Nazareth có thể giải phóng Israel thì tôi sẽ được quyền lợi từ cuộc giải phóng đó. Tôi có thể làm một cái chức vụ gì đó Chúa Giê-xu, ông Giê-xu Nazareth trao cho tôi. Tôi có thể hưởng lợi từ việc giải phóng của ông Giê-xu Nazareth. Tôi có thể từ một người vô danh tiểu tố không ai biết, nhưng nếu mà ông Giê-xu Nazareth này giải phóng thành công Israel, tôi sẽ là mọi người biết đến, bởi vì tôi là người quan trọng, là người đã theo ông Giê-xu Nazareth này. Thành công của ông Giê-xu Nazareth sẽ là thành công của tôi, và tôi có biết bao nhiêu cái quyền lợi ở trong đó, có biết bao nhiêu cái giá ích lợi ở trong cái việc theo ông Giê-xu Nazareth. Nhưng ông Giê-xu Nazareth này chết rồi, thất bại rồi, buồn rầu, thảm hại, thất vọng. Hãy nói một cách khác, hai người môn đệ này đã chơi một trò cá cược, cá cược vào ông Giê-xu Nazareth này. Nhưng rất tiếc, cái cuộc cá cược này hai ông đã thua. Đôi khi chúng ta đi theo Chúa không phải vì chính Chúa, không phải vì mình là môn đệ của Đức Kitô. Chúng ta đi theo Chúa bởi vì chúng ta cũng có một cái quyền lợi gì ở trong đó. Tôi đi theo Chúa bởi vì tôi hy vọng rằng Chúa sẽ bảo vệ tôi, Chúa cho tôi được bình an, tôi sẽ không vất vả. Tôi đi theo Chúa bởi vì tôi có được cái lợi ích gì ở trong đó, trong cái cuộc hành trình theo Chúa, kể cả những lợi ích thiêng liêng. Tôi đi theo Chúa bởi vì tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng được ở trên trời, tôi không bị phạt xuống hỏa ngục. Đầy rẫy chuyện. Nếu chúng ta xét thật trong cái lương tâm của chúng ta, có bao giờ chúng ta đi theo Chúa bởi vì chính Chúa hay là vì chính chúng ta? Và kể cả việc tôi sống ở trong giáo hội cũng vậy, tôi tham gia các hội đoàn cũng vậy, ở trong đó tôi có ích lợi gì đó, tôi có quyền lợi gì đó nên tôi tham gia hội đoàn. Ở trong giáo hội tôi cũng có quyền lợi gì đó, ít ra khi tôi chết thì người ta có thể tới đọc kinh cho tôi được cử hành thánh lễ trong nhà thờ một cách trang trọng. Ít ra chúng ta cũng suy nghĩ như vậy, chứ chưa chắc vì chúng ta là một thành phần sống động ở trong giáo hội, ở trong cái hội đoàn mà chúng ta tham gia. Và thưa ông bà anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta phá vỡ tất cả những cái niềm hy vọng đó của chúng ta nếu như chúng ta đi theo Chúa không vì chính Chúa. Ngài phá vỡ tất cả. Cũng giống như hai người môn đệ này, cái chết của Đức Kitô đã phá vỡ tất cả. Đôi khi có những cái khó khăn trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi có những cái bệnh tật trong cuộc sống của chúng ta, nhưng mà sau cái khó khăn đó, sau cái bệnh tật đó, sau cái thất bại đó, chúng ta bắt đầu thấy được chính Chúa của chúng ta. Chứ chúng ta không đi theo Chúa vì bất cứ một lý do, một quyền lợi nào khác.
Ông bà anh chị em có kinh nghiệm điều đó. Và cái hồi thứ hai trong cái câu chuyện này, nó không còn là câu chuyện của ông Giê-xu Nazareth nữa, mà là câu chuyện của đấng phục sinh. Trong cái thất bại, Thiên Chúa có thể phá vỡ tất cả những cái hy vọng của chúng ta, nếu như cái hy vọng đó nó không là tinh tuyền tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Nhưng Ngài phá vỡ, Ngài không bỏ mặc chúng ta, Ngài sẽ đến với chúng ta để giúp chúng ta nhận ra chính Ngài đang hiện diện trong đời sống chúng ta. Bằng lời Chúa, bằng việc cử hành thánh thể, bằng việc tham dự vào bàn tiệc thánh, Đức Kitô đã làm cho hai người môn đệ này bắt đầu mở mắt ra. Có hai cuộc mở mắt trong cuộc đời của chúng ta. Cuộc mở mắt thứ nhất, đó là cuộc mở mắt mà chúng ta đọc trong sách Sáng Thế. Khi hai ông bà ăn trái cấm, bắt đầu hai ông bà mở mắt ra và thấy mình trần truồng. Chúng ta sẽ có cuộc mở mắt đó. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta sẽ thấy cuộc mở mắt đó. Chúng ta bắt đầu thấy mình thật là đen tối. Chúng ta thấy mình đầy những bợn nhơ trong cuộc đời. Nhưng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta cuộc mở mắt thứ hai nếu chúng ta ở trong Đức Kitô phục sinh. Lúc đó chúng ta sẽ thấy đấng mà cứu độ chúng ta, và lòng chúng ta sẽ bừng cháy lên. Chúng ta sẽ chan chứa niềm hy vọng, từ thất vọng thành hy vọng, từ muốn cái lợi ích cá nhân để đi theo Chúa trở thành một người loan báo tin mừng, đi với Chúa vì chính Chúa. Giáo hội chúng ta có một người con ưu tú, đó là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Có lẽ ai cũng trải qua cái điều này. 13 năm ở tù, Ngài đau khổ, Ngài thất vọng. Và thưa ông bà anh chị em, không có nghĩa là giám mục đi theo Chúa là không thất vọng đâu, không đau khổ đâu. Một người giám mục mà ảnh hưởng của Ngài lớn như vậy, trong tù không còn cái gì hết, tước đoạt hết. Nhưng cuối cùng, qua cái biến cố đó, Ngài vẫn sống với Đức Kitô ở trong chính cái ngôi tù đó. Hay chính cách khác, Đức Kitô phục sinh đi vào trong chính cái ngôi tù đó để ở với Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận, để cuối cùng Ngài có thể thốt lên: lạy Chúa, giữa Chúa và việc của Chúa, con xin chọn Chúa. Chỉ khi nào chúng ta có một tương quan với Đức Kitô, một tương quan thuần khiết với Đức Kitô, lúc đó chúng ta mới trọn vẹn là môn đệ của Đức Kitô. Lúc đó chúng ta mới là người sống mầu nhiệm phục sinh. Còn tất cả những cái điều khác, nó không đưa chúng ta đến mầu nhiệm phục sinh. Có thể nó đưa chúng ta đến thất vọng. Tôi vào trong giáo hội, tôi thấy những, tôi nghĩ rằng tôi sẽ được thánh thiện hơn, nhưng cuối cùng tôi không thánh thiện hơn, tôi thất vọng. Tôi sống đời Kitô hữu tôi nghĩ rằng tôi sẽ được cái lợi cái này cái khác, nhưng cuối cùng tôi chẳng thấy lợi gì hết, tôi thất vọng. Tôi nghĩ rằng mình là Kitô hữu, mình sẽ biến đổi được thế giới, biến đổi được anh em tôi, nhưng cuối cùng tôi chẳng làm được cái gì hết, tôi thất vọng. Nhưng mà sau cái thất vọng đó, sau cái buồn bã đó, tôi khám phá ra một điều: Chúa muốn tôi ở với Chúa. Và khi nào tôi ở với Chúa được trọn vẹn, thì lúc đó tôi mới có thể biến đổi anh em tôi, tôi mới có thể xây dựng giáo hội của tôi, và tôi thay đổi cuộc đời của tôi, sự thánh thiện của tôi. Thánh thiện của tôi không phải là tôi tích lũy được những cái điều thánh thiện này, thánh thiện kia. Không phải tôi đi nhà thờ nhiều là tôi thánh thiện, không phải tôi đọc kinh nhiều là tôi thánh thiện. Nhưng thánh thiện của chúng ta là thánh thiện khi chúng ta có tương quan với Thiên Chúa, một
tương quan trọn vẹn và phó thác hoàn toàn. Câu chuyện tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta rất nhiều điều, để rồi chính chúng ta, dù chúng ta có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta biết rằng Đấng Phục Sinh sẽ đến với chúng ta. Ngài sẽ mở mắt cho chúng ta trong cuộc sống đức tin của chúng ta, bằng cách này cách khác, qua biến cố này cách khác. Cuối cùng điều Ngài muốn làm cho chúng ta là chúng ta thuộc về Chúa vĩnh viễn, chứ không phải thuộc về ý riêng của chúng ta. Và để điều đó, thưa ông bà anh chị em, hãy để cho lời Chúa, hãy để cho bí tích thánh thể làm cho chúng ta sáng mắt lên và làm cho chúng ta bừng cháy lên. Trong câu đáp ca, thánh vịnh đáp ca, trước khi mà chúng ta tung hô tin mừng, ông bà anh chị em đọc: Lạy Chúa Giêsu, xin mở trí cho con để con hiểu lời kinh thánh, xin phán dạy con và đốt trong con lửa cháy nồng nàn. Chúng ta không chỉ xin Chúa cho chúng ta hiểu thánh kinh, nhưng vấn đề đó là để cho Chúa đốt lên cho chúng ta cái ngọn lửa nồng nàn. Và chính cái ngọn lửa nồng nàn đó làm cho chúng ta thắp sáng thế gian này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Amen.